Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm một cái thức uống vô cùng mát và cực kỳ tốt cho sức khỏe, đó là nước uống rau má, nước dừa các bạn nhé. Đây là một cái thức uống mà làm cho cơ thể của chúng ta được giải nhiệt và được cung cấp năng lượng ngay lập tức. Tuy nhiên với cái nước uống này thì chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý khi mà sử dụng vào mùa hè. Và làm sao để chúng ta có được một cái nước uống ngon mát như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ các bạn nhé. Với cái thức uống này thì rau má sẽ cực kỳ là làm cho cơ thể của chúng ta mát. Rau má này thì ở đây thì nhà mình tự trồng được, cho nên là cái rau má ta ấy các bạn uống nó không bị đắng và nó có cái vị mát. Các bạn dùng kéo các bạn cắt. Rau má này thì nó sẽ phát triển bằng cành, cho nên là chúng ta sẽ cắt hết những cái phần cành nó đi để nó tiếp tục nó mọc tiếp ấy. Các bạn sẽ sử dụng cho mình 50g đến 100g rau má. Bạn cắt như thế này. Cắt tận gốc nha. Cắt đến đâu hết đến đó để nó còn mọc tiếp. Rất là ngon. Bởi vì là rau má nó nằm ở phía dưới sát mặt đất, cho nên là các bạn sẽ rửa cho mình từ 4 đến 5 nước. Nước cuối cùng thì các bạn sẽ ngâm bằng nước muối loãng để cho nó hết đi cái phần bụi đất ở phía dưới các bạn nhé. Khi mà rửa rau má thì các bạn giữ mạnh để cho nó rời hết cái phần đất ra. Mùi rất là thơm mát. Khi mà các bạn đã rửa sạch rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng cho mình một thìa cà phê muối. Các bạn hòa vào nước để chúng ta có được một cái dung dịch nước muối loãng. Và ngâm rau má trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé. Trong lúc mà mình chờ phần rau má được thì phần nước dừa này các bạn sẽ đổ riêng ra cho mình, sau đó thì bổ. Đây, wow, nhiều nước dừa quá. Sau đó thì các bạn sẽ bổ đôi phần dừa ra để lấy cái phần lõi dừa ở phía trong, cái phần thịt dừa như thế này các bạn nhé. Các bạn lấy ra. Các bạn sẽ bổ đôi ra như thế này và lấy hết được cái phần cơm dừa ra cho mình. Các bạn nhớ là mình dùng dừa non các bạn nhé. Dừa xiêm ấy thì bây giờ nó đang rất là nhiều. Để chúng ta có thể làm được cái món nước uống này cực kỳ mát và tốt cho sức khỏe. Các bạn sẽ lấy hết phần cơm ra. Bây giờ thì các bạn sẽ cho phần rau má sau khi mà chúng ta đã ngâm nước muối 15 phút
Các bạn sẽ cho hết vào đây. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cả phần cẳng và phần rễ của rau má như thế này. Sau đó thêm vào đây nước của một quả dừa. 100 ml nước. Lọc. Và thêm vào một chút xíu đường. Nếu như mà các bạn ăn nhiều đường thì các bạn cho nhiều, còn nếu không thì chỉ cần 1 phần 2 muỗng đường giống như đường thôi là nó đã đủ cái vị ngọt rồi. Tại vì trong phần dừa nó cũng đã có cái vị ngọt tự nhiên của nó. Nắp lại nha. Sau đó thì các bạn xay thôi. Xay thật nhuyễn ra. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng dây lọc để các bạn lọc lấy phần nước, bỏ phần xác của rau má. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm vào đây vài viên đá nha. Món nước này là cần phải mát lạnh luôn. Khi mà các bạn xay với tốc độ cao như vậy thì cái phần đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Khi các bạn xay tốc độ cao như vậy thì nó sẽ có được cái phần bọt, nó tạo bọt như thế này. Đó, thì các bạn chỉ cần lấy cái phần bọt đó cho lên phía trên như vậy để chúng ta có được một cái thức uống rất là hấp dẫn và đẹp mắt nữa. Mùi thơm quá các bạn. Trang trí vô đây một cái cành lá nha, có độ xanh mát. Một miếng dừa non ăn kèm. Đó, đây mình quay tổng quan các bạn nhìn nha. Đó, vậy là mình đã làm xong được cái cốc nước như thế này rồi. Một cốc nước giải nhiệt cho những ngày nóng bức như thế này và tăng cường được sức khỏe cho chúng ta là một điều mà ai cũng mong muốn đúng không các bạn? Và nó lại còn thực sự rất là tốt cho sức khỏe nữa. Và đến đây thì mình xin kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và một cái điểm lưu ý khi mà các bạn sử dụng thức uống rau má và nước dừa như thế này thì đó là sau khi mà trời đang rất là nóng, nắng nóng thì các bạn không nên uống vào buổi trưa mà chúng ta nên uống vào những cái buổi sáng sớm. Sau khi mà đã ăn sáng xong hoặc là bữa trưa thì phải là ăn trưa xong các bạn nhé, để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thì cái nước uống này nó nhằm giải mát cho cơ thể của chúng ta, cho nên là các bạn không nên uống vào những lúc mà đang đói, rất là đói thì uống nó sẽ làm giảm cái đường huyết và chúng ta có thể bị chóng mặt các bạn nhé. Tuy nhiên cái nước này thì nó lại rất là hấp dẫn và ai cũng thích thưởng thức vào bữa trưa, nhưng mà nếu uống vào bữa trưa thì các bạn lưu ý cho mình đó là phải ăn no các bạn nhé. Đó, một thức uống tuyệt vời đúng không các bạn?